cho anh. Rapper Karik xin chào. Anh cho em hỏi ở đây có cơm chay không ạ? Ở đây không có cơm chay đâu anh ạ. Thì ở đây không biết bán cái gì mà to vậy anh? Không anh ạ, ở đấy bọn em chỉ bán quần áo thôi anh ạ. Thì anh cần gì thì bọn em tư vấn ạ. Cái áo này size bao nhiêu đấy ạ bạn? Cái áo đấy thì anh cứ mặc vào là vừa người đấy anh ạ. Ừ, sao lại vừa người? Phải là vừa khỉ chứ. Karik xin chào ạ. Ở đây không biết là có cơm chay không ạ? Không anh ơi, ở đây chỉ bán quần áo thôi anh ạ. Có thế ạ? Ôi! Đại sư huynh! Sư huynh làm gì hôm nay mà lâu vậy? Ở bên dưới mọi người đang chờ ấy kìa. Ta đang mua mấy bộ quần áo mới để đi lấy kinh, mặc cho nó mát. Đây này, bắt giới, thay cái áo này vào mặc này, bắt giới. Lấy cái này vào mặc. Xong rồi mình bảo sư phụ giặt cái áo cà sa đi. Mình mua cho sư phụ mấy cái áo polo. Đấy, cái này mặc lên là vừa người rồi. Ê, sao lại vừa người? Phải là vừa lợn chứ. Karik xin chào ạ. Anh ở đây có cơm chay cho em xin bát. Không anh ơi, ở đây bọn em chỉ bán quần áo thôi ạ. Thế à? Có thấy con khỉ có lợn vừa vào đây không? Có anh, chúng nó đang tắm trong kia kìa. Cả mấy đồng động vật hoang dã này, bảo xin cơm từ sáng giờ chưa đi đâu. Hai thằng kia. Mua cần thảo đây, thanh toán cho anh đi chú em ơi. Nhớ là thanh toán cho anh cái giá là nó mềm mềm một tí để là anh đi lấy kinh. Chú em hiểu không? Với lại là cho bọn anh xin một ít cơm chay. Ôi giời ơi, về mấy cái giá cả đấy thì anh không phải lo đâu. Bởi vì sắp tới mùng 2 tháng 6 này bên em chính thức khai trương với những ưu đãi vô cùng hấp dẫn như là siêu áp thu 50% và tặng voucher lên đến 1 triệu đồng cho 40 khách hàng đầu tiên đó anh ạ. À. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nhưng mà có gái không? Cái đấy á, cái đấy thì có cũng được mà không có thì cũng không được. Đi đi thôi, anh em đi thôi. Mua mấy bộ quần áo. À mà sư phụ đâu? Sư phụ đâu? Biết. Sư phụ đâu? Kệ mẹ ông ấy, đi đi.